Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ trao đổi với các bạn một số thông tin liên quan tới việc tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì đề xuất tăng lương hưu 15% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là thông tin đang được những người hưu trí đón nhận với nhiều tâm trạng khác nhau. Ông Tùy sinh năm 1959, từng là công nhân. Trước khi về hưu vào năm 2011, ông Tùy đóng bảo hiểm xã hội 28 năm. Hiện tại, mức lương hưu của ông là 5 triệu đồng một tháng. Vợ ông Tùy là bà Lan, sinh năm 1960, từng làm hành chính và đã nghỉ hưu cách đây 18 năm. Theo Nghị định số 41 năm 2002 của Chính phủ, về chính sách đối với lao động nữ do dư do xếp xếp lại doanh nghiệp nhà nước bà lan hiện đang hưởng mức lương hưu 3,75 triệu đồng một tháng theo bà lan chia sẻ thì tiền lương hưu của hai vợ chồng được gần 9 triệu đồng mỗi tháng số tiền đó vợ chồng bà dùng để chi tiêu trong gia đình như ăn uống hiếu hỉ phí dịch vụ căn hộ v vân toàn bộ số tiền tiết kiệm đã dùng để mua căn hộ tại gia lâm hà nội nên bây giờ cả hai vợ chồng già cũng không có nguồn dự trữ. Dù biết mức lương hưu thấp, khá khó khăn khi sống tại Hà Nội, nhưng vợ chồng ông Tùy không thể cải thiện thu nhập do sức khỏe không cho phép. Trên thực tế, có không ít những cán bộ, công nhân viên về hưu trong tình trạng như vợ chồng ông Tùy. Khi có thông tin, lương hưu được điều chỉnh theo hướng tăng dự kiến 15% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây. Vợ chồng ông Tùy và nhiều người hưu trí khác đón nhận với những tâm trạng khác nhau. Ông Tùy nhẩm tính, với mức tăng 15%, lương hưu của ông mỗi tháng sẽ tăng thêm 750.000 đồng. Vợ ông mỗi tháng sẽ tăng thêm khoảng 570.000 đồng. Số tiền này theo ông Tùy không đáng là bao khi giá cả sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Ông dẫn chứng từ đầu năm 2024, tiền phí dịch vụ tại căn hộ ông đang ở tăng từ 3.500 đồng mỗi mét vuông lên 5.000 đồng mỗi mét vuông chưa kể các mặt hàng khác, vân vân. Vì điều chỉnh mức lương hưu tăng 15% của nhà nước nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh giá cả thị trường leo thang như hiện nay. Mặc dù vậy, với những người có mức lương hưu thấp như vợ chồng ông Tuy, thì mức tăng này cũng chỉ như muối bỏ bể. Nhiều người đang tìm cách cải thiện thu nhập để đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Ông Nhị, sinh năm 1957, cũng từng là công nhân. Ông Nhị đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, đã về hưu được 12 năm, hiện đang hưởng mức lương hưu 4,7 triệu đồng mỗi tháng. Vợ ông Nhị là bà Thảo, trước đó nghỉ việc theo diện bảo hiểm xã hội một lần nên không có lương hưu. Do vậy ông Nhị dù đã gần 70 tuổi nhưng vẫn phải làm bảo vệ để có mức thu nhập 6 triệu đồng mỗi tháng. Theo ông Nhị, nếu tăng 15%, ông chỉ được tăng thêm khoảng 600 ngàn đồng. Bà lại đau ốm thường xuyên nên tính ra tổng thu nhập của hai ông bà cũng phải khiếu chi tiêu lắm mới đủ. Tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 15 tháng 3 vừa qua, về vấn đề tăng lương hưu, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu, phân chia thành 3 nhóm đối tượng. Nhóm đầu tiên là những người nghỉ hưu thông thường. Với nhóm này, mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Với nhóm người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhà nước cần áp dụng bức bù để giảm phần chênh lệch giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Ngồi áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội, những người hưởng lương theo ngân sách khi về hưu được đảm bảo đầy đủ chế độ như người nghỉ hưu bình thường. Với nhóm nghỉ hưu trước năm 1995, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa. Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho biết, người đang hưởng mức lương hưu thấp sẽ muốn mức tăng nhiều hơn. Nhưng vấn đề mức tăng đó có khả thi với nguồn ngân sách hiện có hay không? Vì điều chỉnh lương hưu cần hợp lý giữa ba nhóm đối tượng được điều chỉnh, khi mà thực trạng đời sống của phần lớn người về hưu đang rất thấp. Theo ông Huân, nếu điều chỉnh lương hưu ở mức thấp tối thiểu 8%, Mức cải thiện đảm bảo trượt giá và mức sống của người nghỉ hưu không được nhiều. Nó sẽ làm cho khoảng cách giữa các nhóm đối tượng về hưu trước và sau năm 1995 ngày càng chênh lệch. Ông Hung cho rằng, phương án mức đề xuất tăng lương hưu 15% là hợp lý, nhưng nếu Bộ Tài chính cho rằng mức tăng này sẽ dẫn đến vượt khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, thì có thể giảm ở mức phù hợp hơn là 11-13%. Còn không thể ở mức 8% như đề xuất của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Do đó, cần cân nhắc để tìm phương án hợp lý nhất nên có sự thống nhất giữa Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn một số thông tin liên quan tới việc tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sắp tới. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc nhiều vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.